À, xin chào mọi người. Tối nay Thúy live sớm một chút vì là chút nữa 8 giờ thì có một lịch học online. À, tối nay là một cuốn sách rất là đặc biệt của bác sĩ tâm thần học và cũng là một chuyên gia tâm lý cá nhân, Adler. Vâng, 100 câu danh ngôn trích từ những cuốn sách tuyệt vời của ông. À, xin đợi những bạn yêu sách vào sớm tí xíu nhé, vì hôm nay hơi thay đổi lịch. Bình thường là 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần, nhưng mà hôm nay thì đổi lại một chút xíu là 7 giờ. Xịt chút nước khoáng Viva cho nó tươi sáng. Năm qua thì Thi có quà tặng Viva cho mọi người, chứ năm nay thì hết tiêu chuẩn quà tặng rồi. Viva hết tài trợ. Năm xin được một năm mà quà tặng cho mọi người rất là vui, vì rất là nhiều người được thưởng thức một cái món mỹ phẩm của người Việt Nam sản xuất rất là tuyệt vời về công dụng cũng như là về sự an toàn. Xin chào mọi người. Cuốn sách này rất hay nha, rất hay ạ. Nói về phức cảm tự ti, và ai cũng có phức cảm tự ti, ai quan tâm đến phức cảm tự ti này. Cảm giác tự tin, tự ti và phức cảm tự ti là khác nhau. Hôm nay thì sẽ đọc cho mọi người vài bài trong cuốn này nha. Thấy cũng đông đông rồi. Báo cáo mọi người là hôm nay là ngày thứ 5, vừa tròn 5 ngày Thúy nhịn ăn đấy ạ. Không có ăn uống gì trong 3 ngày đầu, không uống nước luôn. Hai ngày nay thì có uống một chút nước. Thúy định là đợt này 7 ngày. Nếu mà có duyên thì có thể hơn, nhưng mà mốc quyết tâm là 7 ngày. Còn ngày mai, ngày kia nữa thôi là đủ 7 ngày rồi. Rất nhẹ nhàng ạ. Đã, mọi người thấy là khuôn mặt gọn hơn đúng không? Tươi tắn hơn đúng không? Thời giai đoạn vừa qua, nhất là sau khi bị Covid thì bồi bổ quá nên thành ra nó hơi quá. Mà tí thì dậy toàn mặc áo dài thôi nên quá một chút là biết liền. Rồi, cũng thấy hòm hòm đông đông người rồi, tí xin giới thiệu cho mọi người cuốn sách này nha. 100 danh ngôn của Adler giúp bạn thay đổi bản thân ngay lập tức. Adler là ai? Những người học tâm lý học và tâm thần học thì không lạ về ông, nhưng mà có thể nhiều bạn chưa biết nên tôi xin đọc. Ông là một bác sĩ, một chuyên gia tâm thần học người Áo. Ông là người đã sáng lập ra trường phái tâm lý học cá nhân, là một trong những nhà tâm lý vĩ đại nhất mọi thời. Vĩ đại nhất mọi thời nha. Tất cả các nhà tâm lý học sau này đều trích dẫn Adler hết. Adler đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp tìm hiểu về tâm lý học cá nhân, đặc biệt là cảm giác thấp kém, hay còn gọi là phức cảm tự ti. Cảm giác thấp kém hay phức cảm tự ti. Còn tác giả của cuốn sách này á, là ông hình như là bà ấy, vậy ông, tôi xin lỗi, tôi chưa có rõ lắm cái giới tính của người này. Hiroshi Ogura là nhà tư vấn tổ chức nhân sự, nhà tư vấn tâm lý theo trường phái Adler. Ông nổi tiếng trong việc truyền đạt những tư tưởng của Adler từ lý thuyết phức tạp thành những câu từ dễ hiểu. Và ông đã viết nhiều cuốn sách về Adler, chẳng hạn như có một cuốn sách là Tâm lý học đào tạo cấp dưới học từ Adler. Tác phẩm trước đó là 100 câu nói của Adler giúp cách mạng hóa cuộc sống của bạn, đã trở thành một ấn bản bán chạy với hơn 200.000 bạn. Và hôm nay chúng ta khám phá một cuốn sách với 100 câu nói của Adler. Nó như một danh ngôn vậy, và nó đã có thể giúp bạn thay đổi ngay lập tức như thế nào. Đặc biệt là bỏ, có thể thoát khỏi cái phức cảm tự ti để bạn sống một đời hạnh phúc như thế nào. Thì đọc một phần trang bìa cho chúng ta cùng nghe về phức cảm tự ti này nha. Là con người ai cũng mang phức cảm tự ti. Câu nói này của Adler đã mở ra một chân trời mới trong việc nghiên cứu tâm lý của con người, về những động lực và những chướng ngại mà con người thường gặp phải trong cuộc đời mình. Chính phức cảm tự ti là nguyên nhân khiến chúng ta trở nên cố gắng hơn, nỗ lực hơn để không bị thua kém người khác. Nhưng chính phức cảm tự ti cũng là nguyên nhân khiến chúng ta trốn tránh, che đậy cho sự tụt hậu của bản thân bằng những lý do, bằng những lời biện hộ giả tạo khéo léo. Vấn đề là làm sao tận dụng được cái phức cảm tự ti này cho đúng, để biến nó thành sức mạnh giúp bản thân vượt qua tất thảy mọi khó khăn, thách thức để đi đến đích mà bạn đã chọn. Tâm lý học Adler thông qua 100 lời trích kinh điển được tác giả Hiroshi Ogura chọn lọc và bình luận sẽ giúp bạn làm được điều đó. Hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành người bạn đồng hành hữu ích của bạn đọc trên con đường tự biết chính mình và thay đổi bản thân dưới sự soi sáng của ánh trăng tâm lý học Adler. Chúng ta thấy một đoạn giới thiệu rất là hấp dẫn không? Ai cũng có phức cảm tự ti hết.
Mọi người hay khen Thúy là tự tin, nhưng mà Thúy biết rõ là còn có rất là nhiều điều tự ti bên trong, và cái phức cảm tự ti mà Alan nói đến thì Thúy cũng có luôn á, và có cả cái hiệu ứng tích cực và có cả hiệu ứng tiêu cực nữa. Và hiệu ứng tích cực là giúp Thúy thúc đẩy mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày học hỏi mỗi ngày, còn tác động tiêu cực thì cũng nhiều lúc cũng làm cho mình tụt mood lắm đấy, và chúng ta khám phá nha. Đó, đây là một cái bức tranh vẽ khắc họa chân dung của Adler, và một câu kinh điển của ông là con người ai cũng mang phức cảm tự ti, nên bạn bạn đừng tự ti khi bạn tự ti nha. Ai cũng thế thôi. Tự biết chính mình là phương pháp giáo dục tuyệt vời. Đó, đây là một câu nói nổi tiếng nữa của ông, tự biết chính mình là phương pháp giáo dục tuyệt vời. Nó rất đồng cảm với những thông điệp mà Thúy đã từng nhiều lần chia sẻ trên Facebook, đúng không ạ? Lời nói đầu này, Thúy xin đọc lời nói đầu để các bạn rõ hơn về cuốn sách này nha, cần tìm hiểu rõ. Lời nói đầu là của tác giả Hiroshi Ogura. Cách duy nhất để thay đổi bản thân mà Adler đã chỉ ra. Bạn đã bao giờ muốn thay đổi bản thân hay chưa? Chắc chắn hầu hết mọi người sẽ nói là có một hai lần gì đó. Và tôi nghĩ còn rất nhiều người muốn thay đổi bản thân. Con người là động vật luôn cố gắng để trở nên tốt hơn. Vì vậy, suy nghĩ muốn thay đổi bản thân là lẽ đương nhiên. Suy nghĩ muốn thay đổi nghĩa là suy nghĩ muốn tiến bộ, muốn phát triển. Có thể nói suy nghĩ này là một minh chứng cho một tâm hồn lành mạnh. Chúc mừng bạn nào đang có muốn thay đổi nha. Bạn đang có một tâm hồn lành mạnh theo Adler đó. Ngược lại, có lẽ không muốn thay đổi là suy nghĩ không lành mạnh, bởi không muốn thay đổi đồng nghĩa với không muốn tiến bộ, không muốn phát triển. Trong tâm lý học Adler, việc lấy cảm giác tự ti để bao biện cho việc trốn tránh giải quyết vấn đề trong cuộc sống được gọi là phức cảm. Nó khác với cảm giác tự ti đơn thuần. Vì thế, chỉ nên dùng khái niệm phức cảm khi muốn nói đến việc lấy cảm giác tự ti để trốn tránh việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. À, chúng ta nhớ nha, cảm giác tự ti thì có thể có, nhưng nó không có, chưa phải là phức tạp cảm tự ti. Phức cảm nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta lấy cái cảm giác tự ti đó làm cái cớ để trốn tránh, không giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thôi. Chúng ta luôn luôn được đòi hỏi phải tiến bộ và phát triển. Điều này là do chúng ta phải liên tục đối mặt những khó khăn, nhiệm vụ cuộc đời mà Adler đã định nghĩa thành ba nhóm chính, đó là công việc, tình bạn và tình yêu. Những nhiệm vụ đó sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn khi chúng ta già đi. Công việc, tình bạn, tình yêu, ba cái đó đều khó khăn hơn khi chúng ta già đi đấy. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng tiến bộ, phát triển và thay đổi. Vậy bạn có thể thay đổi bản thân mà không rơi vào cái bẫy phức cảm không? Ngày càng khó khăn hơn, mà nếu mà chúng ta không có để ý là chúng ta rơi vào bẫy phức cảm ở bất kỳ lứa tuổi nào nha, chứ không phải trẻ mới có phức cảm tự ti nha. Adler là một trong ba nhà tâm lý học vĩ đại của tâm lý học chiều sâu, cùng với Sigmund Freud và Carl Jung, và là cha đẻ của sự phát triển tự thân, đã chỉ rõ phương pháp thay đổi bản thân cách đây 100 năm trước. Đó là nhận thức được thói quen tính cách của một người và cải tạo nó. Nhiều người cho rằng việc thay đổi tính cách là điều không thể. Tuy nhiên, theo trường phái Adler thì lại khác. Theo đó, bạn có thể thay đổi tính cách của mình bất kỳ lúc nào. Ngạc nhiên chưa? Và theo lời của Sydney Martin Rose thì Adler thậm chí còn nói chúng ta có thể thay đổi ngay cả trước khi chết một hoặc hai ngày. À, tức là ngày mai kia chết thì vẫn có cơ hội để thay đổi bản thân đấy, thay đổi cái tính cách ấy. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi một số điều kiện tiên quyết. Bước đầu tiên là nhận thức được những sai lầm trong quá trình hình thành tính cách của cá nhân, của bản thân mình đó. Tâm lý học Adler cho rằng những sai lầm trong quá trình hình thành tính cách có thể chia làm hai loại hành vi sai lầm. Loại thứ nhất đó là phức cảm vượt trội, và loại thứ hai là phức cảm tự ti. Các bạn nghe rõ nha, xem mình là phức cảm vượt trội hay phức cảm tự ti nha. Nếu bạn có bất kỳ một trong hai loại phức cảm này thì bước đầu tiên là phải nhận thức được điều đó. Adler đã nói hãy tự biết chính mình. Đồng thời, ông cũng nói rằng một khi chúng ta nhận ra sai lầm của bản thân, chúng ta sẽ không được phép giống như trước nữa. Vì khi nhận ra điều đó, ta lại phải thực hiện một nhiệm vụ mới, đương đầu với những thách thức mới. Khi đọc chương 1, 2, 3 ở cuốn sách này, bạn sẽ thấy rõ liệu bản thân có mang phức cảm sai lầm nào không. Thêm nữa, bạn cũng sẽ tìm ra những sai lầm trong việc sử dụng cảm xúc khi đọc đến chương 6. Bước 2 là có dũng khí để thay đổi bản thân. Nhận ra rồi, nhưng bước 2 là có dũng khí để thay đổi nha. Tự biết mình để có thể thay đổi bản thân dường như là điều khó khăn nhất đối với một người. Adler nói, ban đầu con người không thể nhìn nhận khách quan về bản thân. Ngay cả khi bạn không hài lòng về tình hình hiện tại, bạn vẫn có xu hướng chọn không thay đổi. Nếu hỏi tại sao thì câu trả lời là không thay đổi dễ dàng hơn, còn thay đổi sẽ vất vả hơn.
Dù miệng có thể luôn nói tôi ghét phải như vậy, tôi muốn thay đổi, nhưng người ta lại cố chọn cách không thay đổi, hay nói cách khác là chọn phức cảm và rồi đưa ra một cái cớ phù hợp để bao biện cho điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần có dũng khí thì việc thoát khỏi phức cảm là hoàn toàn có thể. Đồng thời, bạn có thể chọn cách để thay đổi, để cải thiện tốt hơn. Ở chương 4, 5 và 7, chúng ta sẽ tìm hiểu về dũng khí. Trong đó, sự khích lệ cũng như cảm thức cộng đồng là hai yếu tố có liên quan mật thiết đến dũng khí. Và cuối cùng, chương 8 sẽ nói về được thay đổi và thay đổi. Chương này viết về cách bác sĩ tâm thần kiêm nhà tâm lý học Adler đã tương tác với bệnh nhân, cũng như cách ông chỉ dẫn cho các bậc cha mẹ và giáo viên. Nói cách khác, chương này viết về phương pháp để được thay đổi và thay đổi. Hấp dẫn chưa? Do đó, khi đọc các câu danh ngôn trong cuốn sách này tuần tự qua từng chương, bạn sẽ lĩnh hội được cách thay đổi bản thân từ lúc nào mà không hay biết. Để thay đổi bản thân, tốt nhất là bạn nên có sự trợ giúp của một chuyên gia tư vấn thông thạo tâm lý học Adler. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nắm bắt được cơ hội thay đổi bản thân khi đọc cuốn sách này. Và ít nhất, bản thân bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế tôi muốn thay đổi nhưng lại không thể. Đấy, bạn nào mà tôi muốn thay đổi nhưng lại không thể thì nhớ đọc cuốn này nha. Nếu cần thì tìm một chuyên gia tâm lý nha, như Thí chẳng hạn. Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa, cũng có rất nhiều cách, chẳng hạn như gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc tự tìm hiểu thêm về tâm lý học Adler. Vì vậy, nếu nghĩ sẽ không thể thay đổi bản thân dù đã đọc hết cuốn sách này, bạn cũng không cần phải chán nản đâu, bởi vì bạn đã bắt đầu thay đổi rồi đấy. Bạn muốn thay đổi bản thân, vì vậy bạn đã chọn đọc cuốn sách này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là bước tiến lớn rồi. Nên bạn nào đang nghe chương trình này đã là bước tiến lớn rồi đó. Còn nếu được tặng hai cuốn còn may mắn hơn, đúng không? Còn nếu đi tìm mua sách thì còn hay hơn, may mắn hơn nữa. Điều khó khăn nhất đối với chúng ta là có thể làm thế nào để cất bước đi đầu tiên. Trái lại, từ bước đi đầu tiên đến bước đi thứ hai, từ bước thứ hai đến bước thứ ba dễ dàng hơn rất là nhiều. Bạn đã bắt đầu thay đổi, và cuốn sách này sẽ giúp bạn đẩy nhanh sự thay đổi đó. Tôi tin chắc rằng điều đó có thể thực hiện được bằng việc bạn học hỏi từ những danh ngôn của Adler, nhà tâm lý học đi trước thời đại cả một thế kỷ. Có thể ví cuốn sách này như là hành động chút ngược rương kho báu, bởi tác giả thu thập những câu nói của Adler rải rác trong 10 cuốn sách của Adler. Sách được tổng hợp sắp xếp lại nội dung xoay quanh việc thay đổi bản thân và bản thân thay đổi. Thay đổi bản thân và bản thân thay đổi nha, để giải các câu đố dưới góc nhìn của chính tác giả. Những câu nói của Adler đẹp như vần thơ, nhưng người ta cũng cho là chúng khó hiểu. Vì thế, khi tóm tắt và sắp xếp lại những câu nói ấy, tôi đã chú ý không làm sai lệch ý của Adler, đồng thời cố gắng sử dụng cách diễn đạt đơn giản và dễ hiểu. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin trích dẫn câu nói của Adler để kết thúc lời nói đầu này. Điều này chính là ý là tâm lý học Adler đó. Điều này sẽ cho những người ủng hộ nó một năng lực thấu hiểu vấn đề, một cái nhìn sâu sắc về mọi ngóc ngách của tâm trí con người, và năng lực khó đạt được này sẽ có ích cho sự tiến bộ của nhân loại. Tại sao mà ông đã nói 100 năm trước mà đến bây giờ vẫn nguyên giá trị? Bây giờ mới là thời người ta nói nhiều nhất đến sự thay đổi bản thân đấy ạ. Tự nhìn lại chính mình, tự xem lại chính mình đấy các bạn. Hiểu cho đúng thì thay đổi bản thân chính là sự tiến bộ. Chính sự tiến bộ của mỗi người trong chúng ta mới dẫn đến sự tiến bộ của loài người. Thế nên bạn hãy bước lên một bước để tiến bộ. Tôi muốn cùng bạn đi trên con đường thay đổi bản thân, được soi sáng bởi ánh trăng lấp lánh, là những danh ngôn của Adler. Đó là câu lời viết giới thiệu của tác giả Hiroshi Urugura vào tháng 8 năm 2017. Rồi, thì sẽ đọc cho mọi người nha. Vì cuốn sách này là nó đã sắp theo chương rồi, và nó có một cái ý đồ cho cái diễn biến của sự thay đổi bản thân rồi, cho nên là Thúy sẽ đọc một vài bài đầu thôi, chứ Thúy đọc giữa chừng mọi người sẽ không có hiểu rõ. Mặc dù là những cái phần cuối nó rất là hay, nhưng mà nếu mà không hiểu rõ lúc đoạn đầu thì đoạn cuối sẽ không hiểu, nên Thúy chỉ đọc tặng mọi người một vài bài thôi. Thúy giới thiệu mục lục cho mọi người biết nha. Cuốn này có 236 trang. Ngoài lời nói đầu như là Thúy vừa đọc đó, rất là hay á, của tác giả đó, thì chương 1 là phức cảm tự ti và sự theo đuổi tính vượt trội, là con người thì ai cũng mang phức cảm tự ti, đấy là chương 1. Chương 2 là phức cảm vượt trội, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, hãy cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Đừng cố tỏ ra mà là trở nên mạnh mẽ. Trong này có một câu chuyện mà ông ấy đến thăm một người phụ nữ mà bà ấy cố tỏ ra quá hoàn hảo, và ông hỏi là bạn có mệt khi phải cố gắng hoàn hảo như vậy không? Rồi, chương 3,
Phức cảm tự ti, ngay cả khi sự nhu nhược được dùng là vũ khí thì cuộc sống vẫn không thay đổi. Chương 4, dũng khí. Người ta không có dũng khí cố gắng trở nên đặc biệt, người có dũng khí cố gắng trở nên bình thường. Nhắc lại nha, chương 4 này rất hay nha. Người không có dũng khí cố gắng trở nên đặc biệt, còn người có dũng khí cố gắng trở nên bình thường. Nên ai mà đang muốn trở thành người bình thường thì là người có dũng khí đấy. Chương 5, cảm thức cộng đồng. Tất cả sai lầm đều do thiếu cảm thức cộng đồng gây ra. Chương 6, cảm xúc. Những người sử dụng cảm xúc mãnh liệt là những người có phức cảm tự ti rõ rệt. À, cái này rất là quan trọng đấy nha. Chương 7, sự khích lệ. Khi bạn có đóng góp, có khả năng đóng góp nghĩa là bạn có giá trị. À, chương 7 là sự khích lệ. Khi bạn có khả năng đóng góp nghĩa là bạn có giá trị. Chương 8, tự cải cách bản thân. Nếu bạn có thể làm một việc thì bạn cũng có thể làm những việc khác. Chương 8 hay không ạ? Tự cải cách bản thân đấy nha. Nếu bạn có thể làm một việc thì bạn cũng có thể làm những việc khác. Nên bạn hoàn toàn có thể thay đổi, đúng không ạ? Đó là những thông điệp hết sức tuyệt vời của Aller, đúng không ạ? Và 8 chương này chia làm 100 câu nói. À, có cái lời bạc là bạn đã quyết định làm gì sau khi đọc xong. À, cũng đáng đọc lắm đó. Cho nên cuốn sách này nhỏ thôi, mỏng thôi nhưng mà cực kỳ giá trị. Và mọi người biết không, Thúy đã tặng ngay lập tức 2 cuốn cho 2 thân chủ đang bị trầm cảm của Thúy. Vì Thúy thấy là họ quá cần luôn và chính họ đang có cái phức cảm tự ti này. À, chúng ta thấy là sách, đôi khi một cuốn sách nó làm nên sự thay đổi của con người nếu mà đọc đúng cái mà họ đang thiếu, cái mà họ đang cần. Nên Thúy cũng mong là hôm nay sẽ có ai đó cảm thấy là cần cái cuốn sách này thì hãy nhanh chóng tậu cho mình cuốn nha. À, đây là một cuốn sách rất ý nghĩa của nhà sách Hải Đăng, được xuất bản bởi nhà xuất bản Lao Động. Nhưng mà nhà công ty sách Hải Đăng, một trong các công ty có giới thiệu những sách hay để Thúy đưa đến cộng đồng để đọc cho mọi người. Rồi, chương 1, phức cảm tự ti và theo đuổi tính vượt trội. Là con người ai cũng mang phức cảm tự ti, đấy là tên chương 1. Cá nhân tôi, điều đáng nhớ nhất là khi Adler đến thăm nhà để đáp lại lời mời của chúng tôi. Tôi đã rất hăng hái, cố gắng làm hết mọi thứ hoàn thiện nhất có thể, từ việc lên thực đơn, các món ăn cho đến nhà cửa, đến việc dạy bọn trẻ phép tắc cư xử. Adler đã không phớt lờ khi nhìn dáng vẻ của tôi lúc đó. Và tình cờ, ông hỏi tôi, là một người phụ nữ mạnh mẽ có khó không? Đây không phải là một lời tâng bốc mà là một lời cảnh tỉnh. Vì thế tôi phải nói một điều rằng cuộc gặp gỡ ấy như một nhân duyên, để rồi như thể có một âm thanh cao vút luôn văng vẳng nhắc nhở tôi trong suốt quá trình trị liệu và trong cả cuộc đời tôi. Đấy là một cái cuốn sách có tên là Hồi ức về Adler. Đó, là một người phụ nữ mạnh mẽ có khó không? Khi mà mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ là không phải có dũng khí đâu nha, mà trở nên mạnh mẽ mà trở. Được, phần 1 của chương 1. Là con người ai cũng mang phức cảm tự ti. Adler nói, tất cả chúng ta đều có phức cảm tự ti ở mức độ nào đó. Ông thậm chí còn khẳng định rằng là con người ai cũng mang phức cảm tự ti. Adler tất nhiên có lý do để nói như vậy. Có một cơ chế rõ ràng khiến con người mang phức cảm tự ti. Về lý thuyết mà nói thì cơ chế đó áp dụng cho tất cả mọi người. Adler đã đưa ra 2 lý do tại sao con người lại mang phức cảm tự ti. Lý do đầu tiên bắt nguồn từ dấu ấn tuổi thơ. Trẻ con thì nhỏ bé và yếu ớt, còn người lớn thì cao to và mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, trẻ con luôn cảm thấy bất lực trước người lớn. Thế nên phức cảm tự ti đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng. Xin thưa là đây là một cái phức cảm tự nhiên nha. Trẻ con thì nhỏ bé và yếu ớt, và người lớn thì cao to và mạnh mẽ nha. Đó, còn những người lớn mà còn tỏ ra quyền lực với trẻ con nữa, còn đánh, còn đập, còn chửi, còn nhục mạ trẻ con nữa thì kinh khủng luôn. Thì những đứa trẻ đó sau này nó rất tự ti. Những thân chủ của tôi, những người đang bị rối loạn về cảm xúc và đặc biệt là trầm cảm đều có vấn đề tuổi thơ mà bị sống trong sự thiếu tình yêu thương và bị tự ti từ bé. Chúng ta lưu ý điều đó. Nên ông bố bà mẹ nào đang có con ở tuổi thơ xin lưu ý điều này. Đó. Tại sao đối xử bình đẳng của trẻ con lại rất quan trọng, muốn nâng cao sự tự tin của chúng. Cái điều này tôi đã nói rất là nhiều trong các diễn đàn cha mẹ, nhất là những lớp mà giúp con tự tin. Tôi có mới đăng lại một cái bài giúp con tự tin lâu rồi, may quá có một công ty họ ghi âm lại và tôi đăng trên YouTube của tôi đấy, giúp con tự tin. Là tôi đã nhấn mạnh cái điều này rồi, phải từ rất là bé chúng ta phải nâng đỡ trẻ, khích lệ trẻ và đối xử bình đẳng với trẻ. Adler đã nói là đây là một cái sự tự nhiên rồi đó, do cái gọi là trẻ con thì nhỏ và yếu ớt, còn người lớn thì to lớn và mạnh mẽ. Lý do thứ hai này, phát sinh từ việc đặt mục tiêu cao hơn tình trạng hiện tại. Cái này là cả tôi và các bạn đều bị đấy nha. Lý do thứ hai phát sinh từ việc chúng ta luôn đặt mục tiêu cao hơn tình trạng hiện tại. Lý tưởng của chúng ta luôn là vượt lên trên tình trạng hiện tại. Từ thấp đến cao, từ thất bại đến chiến thắng.
Không ai đặt lý tưởng mình thấp hơn tình trạng hiện tại cả. Vì vậy chúng ta thường không đạt được lý tưởng của mình. Chúng ta luôn có cảm giác cuống lên và bị thúc đẩy về cái điều đó, vì cái điều đó là vì cái mục tiêu đó đó. Và giả sử ngay cả khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình thì chắc chắn bản thân lại hướng tới mục tiêu cao hơn và cao hơn nữa. Vì thế dường như luôn có một áp lực vô hình khiến chúng ta không thể thoát khỏi phức cảm tự ti. Cảm giác đó sẽ canh cánh mãi trong lòng chúng ta. Hãy biết rằng mọi người luôn có phức cảm tự ti. Đây là bài 1 trong chương 1. Rồi, bài 2 này. Sự tự ti và phức cảm tự ti không giống nhau. Đó, như là giới thiệu tác giả đã nói là cái cảm giác tự ti và phức cảm tự ti là không giống nhau đấy nha. Sự tự ti là một thực tế khách quan. Sự tự ti là một thực tế khách quan. Phức cảm tự ti là một thiên kiến thuộc về, thiên kiến chủ quan và thuộc về phạm chủ của sai lầm. Ở đây là cái trích dẫn, tên chương đều là trích dẫn câu nói của Adler. Tên từng phần đều là trích dẫn câu nói của Adler. Vì mỗi một cái số 1, 2, 3, 4 cho đến 100 là câu nói của Adler hết nha. À, tôi đọc lại cái câu này này. Sự tự ti và phức cảm tự ti không giống nhau. Sự tự ti là một thực tế khách quan. Phức cảm tự ti là một thiên kiến chủ quan và thuộc về phạm chủ của sai lầm. Đây là phần diễn giải của tác giả này, Ogura này. Tâm lý học Adler phân biệt rõ ràng giữa sự tự ti và phức cảm tự ti. Tự ti là thực tế khách quan của việc thua kém. Những khiếm khuyết trên cơ thể gây trở ngại cho cuộc sống được gọi là tự ti về cơ thể. À, ví dụ như tôi mặt tôi nhiều tàn nhang là hồi bé tôi rất là tự ti này. Đó, hay là bạn nào cao quá, thấp quá, gầy quá, béo quá hay là có một khiếm khuyết nào đó thì ông gọi là sự tự ti về cơ thể. Trái lại, phức cảm tự ti có nghĩa là mang thiên kiến chủ quan rằng bản thân mình thấp kém. Vì vậy, trong một số trường hợp dù không mang sự tự ti như một thực tế khách quan, nhưng nếu chủ quan cho rằng bản thân thấp kém thì điều đó cũng có thể dẫn đến phức cảm tự ti. Điều đó không hoàn toàn đúng, chỉ là thiên kiến chủ quan của mà thôi. Chủ quan là từ chúng ta đó, từ bên trong chúng ta đó. Ví dụ, trong một kỳ thi, có một học sinh xếp hạng 2 trên tổng số 100 người. Nếu nghĩ theo cách thông thường thì đó là một thành tích tuyệt vời rồi. Tuy nhiên, nếu bản thân học sinh đó có suy nghĩ chủ quan rằng mình không thể là người giỏi nhất, mình là một người vô tích sự, thì đó rõ ràng là phức cảm tự ti. Và những điều như thế vẫn thường xuyên xảy ra. Thì dừng lại đây một chút là gần đây tôi gặp mấy ca trầm cảm là ở cái yếu có một ý này. Tức là luôn muốn đứng nhất, và nếu không đứng nhất thì luôn cảm thấy mình là vô dụng, mình là không có giá trị, mình là đang tụt hạng, mình là đang yếu đuối. À, cái này rất nguy hiểm nha. Và tôi đã cảnh báo cha mẹ là hãy cẩn thận, những đứa trẻ nó luôn luôn muốn đứng nhất, nó luôn luôn muốn thành công. Nó rất là nguy hiểm đấy. Mang phức cảm tự ti thái quá là gốc rễ của mọi vấn đề. Đó không phải là một sự thật khách quan, mà nó là một thiên kiến chủ quan. Mà đã là thiên kiến thì nó có thể giảm đi bất cứ lúc nào nếu ta thay đổi cách hiểu và tìm kiếm ý nghĩa của nó. Bạn không cần phải quay ngược thời gian và thay đổi môi trường trong đó bạn sinh ra hay lớn lên. Tức là bạn không thể thay đổi tuổi thơ của bạn được. Nếu bạn thay đổi thiên kiến của mình, thậm chí có thể thoát khỏi phức cảm tự ti ngay lập tức. Đã, thay đổi thiên kiến của mình thì sẽ thoát khỏi phức cảm tự ti ngay lập tức. Nói như đạo Phật là ta ngộ ra đó, thì chỉ cao trong một tích tắc thôi, một giây thôi đó, là ta thức phức cảm tự ti đã biến mất ngay. Đó, cho nên cái câu kết của cái bài này này, mỗi một câu nói tác giả chỉ phân tích khoảng 1-2 trang thôi. Hãy giảm bớt phức cảm tự ti bằng cách thay đổi cách hiểu và tìm kiếm ý nghĩa của thiên kiến. Rồi, câu thứ 3 nha. Đủ thời gian để đọc câu thứ 3 nữa. Câu thứ 3, khi được hỏi bạn có mang phức cảm tự ti không? Mọi người thường trả lời không, đúng hơn là ngược lại, tôi tự tin mà, tôi đâu có tự ti đâu. Khi giấu đi phức cảm tự ti với xung quanh, bản thân chúng ta thậm chí còn không nhận ra nó. Đây là cái bẫy nguy hiểm nha, có ai bị không, nghe nha. Adler nói, ai cũng có phức cảm tự ti nhưng đồng thời cũng che giấu phức cảm tự ti. Thêm nữa, ông còn nói rằng khi được hỏi liệu rằng họ có cảm thấy mình kém cỏi không, có lẽ họ trả lời là không. Không chỉ vậy, ông nói thêm, thậm chí một số người còn nói trả lời rằng không, trái lại mới đúng, tôi thấy mình tài giỏi hơn những người xung quanh. Vậy tại sao mọi người lại cố gắng che giấu phức cảm tự ti của mình đến thế? Adler giải thích rằng, phức cảm tự ti thường được coi là một điểm yếu và một điều đáng xấu hổ, và vì không muốn bị phát hiện nên khuynh hướng cố gắng che giấu nó cũng là lẽ đương nhiên. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp, những nỗ lực che giấu như vậy rất lớn, dẫn đến chúng ta không nhận, dẫn đến mà mỗi người chúng ta đã không nhận ra sự tồn tại của phức cảm tự ti trong chính bản thân mình. Điều này rất nguy hiểm. Dù trong sâu thẳm trái tim mang phức cảm tự ti nhưng họ vẫn che đậy nó. Họ cư xử như thể không có phức cảm tự ti, tự dối mình. Đây không phải là một tình trạng lành mạnh. Đây nên thừa nhận hơn là che giấu phức cảm tự ti.
Hơn thế nữa, chính việc tận dụng phức cảm tự ti như một bàn đạp, tức là một động lực đó, như một bàn đạp thì sẽ làm điều tốt hơn. Hãy ngừng che giấu phức cảm tự ti và cởi mở thừa nhận nó. Đó, đây là câu thứ ba. Chúng ta thấy là từng câu là tác giả Aurora đã sắp xếp theo một cái trật tự logic rất là hay nhá. Chúng ta nhận ra các phức cảm tự ti trong mình, và chúng ta cũng phải nhận ra cả cái sự che giấu của chúng ta nữa, và ta cởi mở chấp nhận nó. Và những cái chương phía sau đó, còn bây giờ chúng ta mới đọc ba câu nha, tức là còn 97 câu nữa, sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước thay đổi bản thân như thế nào, quay lại tìm lại chính mình như thế nào, làm thế nào để vượt lên trên, dùng cái phức cảm tự ti này để mà vượt lên, vượt gọi là vượt qua nó và trở thành một cái động lực, trở thành một cái bàn đạp để mà thay đổi. Đó, thì rất là hay, nhưng mà thôi, Thúy chỉ có 30 phút giới thiệu sách với mọi người thôi. Vừa là thời gian của Thúy cũng chỉ cho phép 30 phút mỗi chương trình. Dài quá thì cũng mọi người khó theo dõi đúng không? Kênh này thì Thúy thường là đăng lại video trên YouTube cho ai quan tâm thì nghe sau, vì nhiều bạn trong những cái giờ phát sóng livestream thì không có nghe, nhưng sau đó thì nghe rất là nhiều trên YouTube cá nhân của Thúy, YouTube Phạm Thị Thúy á, cũng mời gọi mọi người là vào đó nghe những cái bài giới thiệu sách trước đây. Mỗi ngày 30 phút một cuốn sách, mỗi tuần 30 phút một cuốn sách hay và mới, thì mọi người có thể tìm được những cuốn sách phù hợp với mình qua cái lời giới thiệu của Thúy. Thúy thường là giới thiệu tổng quan của cuốn sách, những cái định hướng của cuốn sách, nội dung chính của cuốn sách, và gợi ý xem là ai đang cần cuốn sách này. Một cuốn sách hay nó chỉ thực sự hay khi mà nó phù hợp với chúng ta thôi. Thì chúng ta vào YouTube Phạm Thị Thúy và chúng ta đăng ký kênh nha, để Thúy có thêm lượt like, lượt theo dõi nha. Mặc dù là Thúy chẳng có kinh doanh quảng cáo gì trên đấy đâu, quảng cáo là YouTube tự quảng cáo đấy, chứ Thúy không có thu được cái đồng nào trên đó. Vì xét cho cùng thì số lượng theo dõi vẫn còn ít lắm, nó chưa đủ để kiếm tiền. Nên mọi người gia tăng cái đăng ký kênh đi, để Thúy có cơ hội kiếm tiền từ đó ha. Chứ còn bây giờ chương trình này hoàn toàn miễn phí. Các nhà sách thì tặng Thúy một cuốn, rồi tặng cộng đồng từ 2 đến 3 cuốn. Như hôm nay là nhà sách Hải Đăng thì tặng 2 cuốn thôi. Đó, còn Phất New hay Sài Gòn Book thì thỉnh thoảng tặng 3 cuốn. Và nếu cuốn nào dày quá, nhiều tiền quá thì cũng chỉ tặng 1 hay 2 cuốn thôi. Đó, nên mọi người thông cảm nha. Chương trình này là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình sớm hôm nay. Giờ này là giờ ăn cơm mà mọi người vẫn đang dành thời gian xem là quý lắm. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người thấy là người nhịn ăn 5 ngày thấy vẫn bình thường đúng không? Vài ngày nữa thôi thì sẽ còn thích thú hơn rất là nhiều với cái trạng thái hoàn toàn nhẹ nhõm của thân tâm trí. Nhịn ăn là một quá trình thanh lọc cả thân và tâm đấy ạ, không phải chỉ để giảm cân đâu. Giảm cân là lợi ích thứ phát thôi, và lợi ích rất là nhỏ thôi. Nếu mà không giữ mồm miệng thì nó sẽ tăng lại rất là nhanh đấy, nhưng mà nó thải độc rất là mạnh cho cơ thể, nó thanh lọc những cái độc tố trong người, rồi thanh lọc bớt mỡ thừa trong người, u cục tan biến, bệnh tật sẽ đẩy lùi và chúng ta gia tăng hệ miễn dịch. Đó, đây là phương pháp mà Thúy tự phòng bệnh trong 7 năm qua. Mỗi năm đều làm từ 2 đến 3 4 lần tùy duyên, nhưng ít nhất là 2 lần định kỳ 7 ngày. Còn những lần nhỏ không tính nha, những lần 2 3 ngày thì Thúy nhịn thường xuyên đó. Thì Thúy thấy là đấy là một phương pháp mà Thúy không phải dùng thuốc tây, không đau ốm trong nhiều năm qua, và cũng không phải dùng thuốc tây. Ốm chút hay nhẹ chút thì nhịn là khỏi thôi. Mọi người sẽ không tin đâu, nhưng mà hãy tìm hiểu ạ. Thúy đã đăng tất cả mọi tài liệu nhịn ăn trong một nhóm riêng có tên là Nhịn Ăn Phương Pháp Khoa Học Để Trẻ Đẹp. Vì Thúy hạn chế đăng trên Facebook cá nhân là vì nếu mà đăng nhiều quá mọi người sẽ bị bội thực về nhịn ăn, mà khi cần tìm lại thì nó khó. Cho nên là có bạn đã gợi ý cho Thúy là cô hãy tạo một cái group đi, group mở, đưa hết tài liệu vào đó, đưa hết các bài chia sẻ về nhịn ăn vào đó, ai cần thì quan tâm. Thì Thúy cứ giới thiệu như vậy để ai quan tâm tìm nha. Ít nhất là cứ tìm hiểu đi, để khi nào mình có bệnh thì mình sẽ coi đó là một cái phương pháp tự chữa lành, được không ạ? Rồi, ai muốn thay đổi bản thân thì nhớ đọc cuốn này nha. Và khi đọc cuốn này xong mà mới thấy cần phải có một người hỗ trợ tham vấn tâm lý để đồng hành với bạn trong quá trình thay đổi thì đặt hàng, đặt lịch với Thúy nha. Quảng cáo luôn. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.